Xin chào anh chị và bà con đã trả lại với trái ốc Mê Kông. Cho em xin được nhắc lại thì trái ốc Mê Kông bên em gồm có hai cơ sở. Cơ sở 1 thì thuộc về quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ, chuyên nuôi dưới mương vườn và nuôi bằng nước sông. Còn cơ sở 2 thì thuộc về huyện Châu Thành của tỉnh Tây Ninh, chuyên nuôi bằng bể bẹt. Và hôm trước thì em có nuôi bằng nước giếng khoan, nhưng lần này em đang thí nghiệm nuôi bằng nước của Hồ Dầu Tiếng, thì mình gọi nôm na là nước sông á, để em xem có cái độ phát triển như thế nào. Em có thể tư vấn cho anh chị và bà con. Trong cái quá trình nuôi trải nghiệm thì em cũng có quay cho bà con xem. Thì hôm nay em sẽ quay cho anh chị và bà con xem lại quang cảnh bể bẹt bên em. Thì cũng đang trong cái giai đoạn hình thành và phát triển. Tốc độ nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào rất yếu tố. Tuy nhiên thì em đã nuôi được khá là nhiều rồi. Và bây giờ thì em tiếp tục làm lại thêm một cái clip lần nữa để quay lại cái con ốc nuôi trên bể bẹt, và lần này thì nuôi bằng nước của Hồ Dầu Tiếng. Và đây là hai cái bể mà em đang quay cho anh chị em xem. Đây là bể thứ nhất và đây là bể thứ hai. Em sẽ quay cho anh chị em xem toàn cảnh hai cái bể này trước khi mình đi bắt ốc để kiểm tra. Tốc độ đẩy vỏ thì rất là ok. Trong quá trình nuôi ốc mà anh chị quan sát này, em sẽ bắt một hai con lên để em phân tích cho anh chị và bà con biết được như nào là con ốc phát triển. Để sau này mình nuôi á thì mình cứ căn cứ vào cái đó để mình có thể đánh giá được. Đây, em sẽ bắt con này nhá. Đầu tiên thì con ốc con á nó sẽ có cái màu khá là đặc trưng. Đó là cái màu hơi ngả ngả màu vàng một tí, nâu nâu á. Thứ hai là con ốc có cái hình dạng thì cũng bình thường thôi. Thì con này con ốc cái này nó sẽ ngắn hơn con ốc đực. Thứ ba á, là cái vỏ này anh chị này. Anh chị để ý nhé, sau khi mà khép miệng lại, cái phần mà dư ra này, phần này được gọi là phần đẩy vỏ nhanh này. Đấy. Thì ở trên bể bẹt mà anh chị nuôi được con ốc có cái độ đẩy vỏ như này là coi như là thành công. Đương nhiên thành công về vấn đề về phát triển vỏ thôi nhá, còn rất nhiều yếu tố khác, nhưng mà vẫn nói về vấn đề phát triển vỏ thì coi như thành công. Đó là những cái đặc điểm của con ốc lớn nhanh hay lớn chậm, phát triển tốt hay là không. Thì anh chị và bà con tiếp tục cùng với em đi đến những vị trí khác. Đây, ốc nó đang bơi này anh chị. Đây nhá, mình bắt lên luôn nhá. Ốc 34 ngày, có những con cũng to to, cũng có những con nhỏ nhỏ, thì mình cứ bắt lên mình kiểm tra. Đó anh chị, ốc thì khá là ok nhá. Tất cả các con thì đều bóng mỏng vỏ như nhau. Trong quá trình nuôi thì anh chị nuôi trên bể bạt thì đại đa phần anh chị đều vướng phải cái vấn đề đó là vấn đề về mòn vỏ mòn nít. Nhưng mà bên em thì đã khắc phục được cái phần này rồi. Gần như trong suốt quá trình nuôi thì số con bị mòn vỏ mòn nít thì cực kỳ ít. Nói chung thì đếm trên đầu ngón tay thôi. Đó. Lướt sơ qua cá cho anh chị em xem này. Em đang chuẩn bị làm thêm ở dưới kia. Rồi, em mời anh chị và bà con quay lại với cái bể thứ nhất. Thì mình cũng kiểm tra như vậy thôi, bắt ốc ngẫu nhiên của một số vị trí khác nhau. Sau đó mình sẽ đánh giá tổng quan về kích thước, hình dáng, màu sắc. Nói chung là nhiều yếu tố để thử xem nó có phát triển giống theo cái kỳ vọng của mình hay không. Đây anh chị. Thì tất cả các chỉ tiêu thì đều như nhau cả, cũng đều có cái màu sắc đặc trưng, đó là cái màu hơi đen đen chấm vàng, hơi vàng vàng chấm đen đen. Rồi vỏ thì mỏng, không bị mòn vỏ mòn đít. Đây là cái hình ảnh của những con ốc mà phát triển bình thường. Về nguồn nước thì rất là trong, coi như trong cái đáy luôn. Đây anh chị thế này. Nha, rất là trong. Thì trong quá trình nuôi anh chị muốn nuôi ốc mà không cần phải sử dụng thuốc hoặc không cần thay nước á, thì anh chị nên bố trí bèo như này cho em. bố trí được 80% bèo che phủ trên mặt nước thì anh chị sẽ không cần thay nước và không cần dùng thuốc. Phần này thì bên em có thể tư vấn kỹ hơn cho anh chị, không có mất tiền gì hết. Một số anh chị thì nuôi ốc thì tốn kém rất là nhiều tiền thuốc. Còn như bên em thì có cái quy trình nuôi không có thay nước và không dùng thuốc. Nó sẽ giúp cho anh chị và bà con sẽ giảm được cái chi phí chăn nuôi. Thì sau này khi mà nhiều người nuôi thành công, giá ốc nó sẽ rẻ xuống. Thì anh chị và bà con nào có cái chi phí sản xuất thấp, anh chị và bà con sẽ tồn tại lâu hơn với nghề. Còn anh chị và bà con nào chi phí sản xuất cao quá thì sẽ không tồn tại được, bắt buộc phải nghỉ thôi. Đó, em cũng đã bắt ốc ở một số vị trí cho anh chị em xem rồi. Thì bây giờ em sẽ mời anh chị và bà con đi cùng với em qua cái bể mà em nuôi bèo tấm. Trong quá trình nuôi ốc thì bèo tấm nó rất là quan trọng nha anh chị. Bèo tấm là một trong những loại thức ăn là quan trọng nhất và không thể thay thế được. Cái bể ở bên kia là cái bể em đang nuôi bèo tấm, và hiện tại em cũng đã thả thêm bèo tai tượng vào rồi. Em đang chuẩn bị tắt ốc sang. Thì bây giờ em sẽ quay cho anh chị em xem cái quang cảnh bể bên em này. Anh chị thấy này. Đó, ốc nuôi mà bèo mà cứ nhanh như này thì không cần phải che nắng che mưa gì đâu. Cũng không cần gì phải vấn đề về dùng thuốc hay là nước nôi gì hết. Đây là trứng ốc bên em nó đẻ. Còn đây, anh chị để ý nhé, cái con ốc mà ngáy ngón tay em chỉ kìa. Đấy, nó là con ốc cũng đang đẻ. Rồi, mời anh chị và bà con bước cùng em qua bên này. Mình xem rằng là cái bèo tấm bên em nó phát triển như nào. Và đây là cái bể mà em đã vừa nuôi bèo tấm và em cũng đã thả bèo tai tượng rồi. Em đang chuẩn bị cho ốc vào bể này. Bèo tấm bên em thì nuôi có một cái loại phân riêng, dành riêng để nuôi bèo tấm. Bèo rất là tốt anh chị. Tốt lắm. Vừa tốt vừa săn. Em đang chuẩn bị vớt cho ốc con nó ăn. Rồi em tăng cường thêm bèo tai tượng nữa thì em sẽ thả thêm ốc vào đây. Và em sẽ làm tiếp bể để vừa nuôi bèo tấm vừa nuôi ốc luôn. Nói chung thì bên em thì đất rất là nhiều nên mình có thể chủ động được vấn đề về nguồn thức ăn cho ốc. Khi anh chị và bà con nuôi ốc thì bắt buộc phải có bèo tấm, không có bèo tấm thì cơ hội thành công là cực kỳ thấp. Đó, thì anh chị và bà con nào bắt đầu bước vào nghề nuôi ốc trên bể bạt thì cần lưu ý cho em cái vấn đề này. Để biết được là nước của mình nó có tốt hay không để nuôi bèo tấm á, thì đầu tiên anh chị cứ vặt cái này ra. Cái nước mà nó có cái màu trà như này anh chị. Anh chị để ý nhá. Nó trong, nó rất là trong nhưng mà nó có cái màu ngải trà. Thì đó là nước rất là tốt. Sau khi mà bên em đổ cái phân chuyên dùng cho nuôi bèo tấm vô á, thì để 2 ngày sau em sẽ thả cái bèo tấm này vào. Thì lúc đó bèo sẽ hút cái chất dinh dưỡng đó và nó sẽ nở rất là nhanh. Trong quá trình nuôi thì em không chờ cho bèo tấm ngả sang màu vàng em mới châm đâu. Em sẽ châm liên tục. Đương nhiên thì châm từng ít một để có một cái lượng phân duy trì giúp cho bèo tấm luôn phát triển tốt. Đó. Làm được như vậy thì trong quá trình nuôi anh chị sẽ không có phải thiếu vấn đề về thức ăn. Hoặc là thiếu nhưng mà thiếu ít thôi. Không ảnh hưởng đến ốc nhiều mấy. Còn nếu trong quá trình nuôi mà bèo tấm không có thì anh chị sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì cái phân này hiện tại bên em cũng đang chia sẻ cho các anh chị nuôi trên bể bạt là dùng để nuôi bèo tấm. Thì anh chị và bà con nào có nhu cầu á, thì có thể alo cho anh em. Chúng em sẽ chia lại cho bà con được sử dụng. Thì trong quá trình sử dụng thì nếu mà anh chị thấy hiệu quả ok á, thì phản hồi. Hoặc nếu mà có những cái thắc mắc gì mà liên quan đến chất lượng á, thì cũng phản hồi cho tụi em biết để tụi em có thể điều chỉnh. Đấy. Mọi sự đóng góp, ý kiến của anh chị và bà con thì bên em đều luôn ghi nhận để làm sao trong quá trình làm có thể hoàn thiện được tốt hơn. Chứ còn bên em thì nguyên tắc bên em rằng là không bao giờ nghĩ bên mình đã làm tốt đâu. Mọi lời đóng góp của anh chị sẽ mỗi một ngày sẽ làm cho tụi em tốt hơn một tí. Thì cái bể ốc này nó cũng đang đẻ anh chị. Em vừa thu trứng và em lấy trứng bên này để em nhân rộng mô hình ra. Đó, đây là cái quang cảnh của bể ốc bên em. Quay lại cái quang cản bé ốc bên em một lần nữa cho anh chị và bà con được xem. Trong tuần này thì em sẽ cố gắng làm thêm vài ba bể nữa, một phần thì dùng để nuôi bèo tấm và một phần thì tiếp tục thả ốc con, vì ốc con đã ấp nở được khoảng chừng 1-2 tuần ấy, được khoảng 3-4 tuần nay rồi, cũng được lớn rồi và chuẩn bị đưa sang bể nuôi. Rất mong anh chị và bà con quan tâm đến vấn đề mô hình chăn nuôi trên bể bạt á, thì có thể liên hệ với tụi em để tụi em sẽ tư vấn cho. Đương nhiên thì bên em không đặt nặng quá vấn đề về buôn bán ốc giống và trứng giống nhá. Anh chị có mua hay không mua thì bên em cũng không bao giờ ràng buộc vấn đề đó. Hiện tại thì bên em cũng chỉ đủ trứng để nhân đàn thôi và chia sẻ cho một số anh chị và bà con đặt trước thôi, chứ chưa có dư nhiều đâu. Nên khi anh chị và bà con nào mà có ốc giống rồi á, mà cần tư vấn thì cũng cứ thoải mái, tự tin, điện thoại tới nhá. Nếu bên em mà trong khả năng có thể tụi em sẽ giúp cho. Còn đương nhiên những gì vượt ngoài tầm với thì tụi em chưa có chinh phục được thì tụi em cần phải có thời gian để kiểm nghiệm và có thể tư vấn cho anh chị và bà con. Bên em thì chỉ có một cái thứ mà bên em tự tin bán cho anh chị và bà con thôi, đó là cái phân nuôi bèo thôi. Còn ốc giống và trứng giống thì đương nhiên rằng là anh chị có thể mua ở đâu tùy ý, bên em thì không ràng buộc. Còn cái bèo tấm thì tại sao mà bên em lại khuyến cáo anh chị nên mua phân về nuôi? Thì em đã nói rồi đó, trong quá trình nuôi ốc mà không có bèo tấm thì cơ hội thành công là cực kỳ thấp. Mà anh chị phải mua bèo tấm với giá cao thì coi như nuôi không bao giờ có lời. Thì bắt buộc anh chị phải tìm được cái nguồn bèo tấm giá rẻ. Thì hiện tại bên em đang tính chi phí để nuôi bèo tấm đó. Thường đó là bên em sẽ tính là khoảng 1.000 tiền phân sẽ cho ra được 1 kg bèo. Thì tương đương bèo tấm có giá là khoảng 1.000. Thì với cái giá này anh chị chăn nuôi ốc chắc chắn sẽ có lời. Còn nếu anh chị đi mua với cái giá 5-10.000 1 kg, một bao mấy trăm ngàn thì em xin thưa rằng là không bao giờ có lời nhá. Điều này là em chia sẻ chân tình. Đấy. Cho em xin chia sẻ thêm một cái nữa là có nhiều anh chị nói rằng là anh chị nuôi bèo tấm á, thì sau mỗi cây mưa nó sẽ bị dập xuống. Em cũng không biết chính xác là do tác dụng của phân hay gì, nhưng mà bên em thì anh chị thấy đấy, cái bể này rất là lớn này, ngang cũng 5 m và dài là 14 m, có diện tích là 70 m². Cái bèo tay tượng này thì em mới thả thôi, lúc trước thì em cũng toàn là bèo tấm 100% cái bể này. Thì trải qua 5-7 cây mưa liên tục thì bèo tấm vẫn sống và phát triển bình thường. Thì em thì chưa có kết luận chính xác đâu, nhưng mà em chỉ đoán thôi. Có thể là do là trong quá trình nuôi anh chị nuôi bằng phân hóa học NPK hoặc là phân đạm á, thì bèo nó rất là tốt, nhưng mà đó là phân hóa học nên nó không bền, nên gặp một số trận mưa thì sẽ bị dập xuống và nó chết thối. Còn bèo bên em thì mưa hay nắng gì nó vẫn tốt bình thường. Đây anh chị xem này, có một cái màu xanh rất là đẹp đó. Thì em cũng xin phép chào tạm biệt anh chị và bà con. Mong anh chị và bà con khi mà xem kênh ốc Mê Kông thì cũng có thể có cái nhìn khái quát về chăn nuôi ốc trên bể bạt, có cái sự tự tin khi bước vào nghề. Bên em chủ yếu làm YouTube không phải để buôn bán trứng hay là con giống gì đâu, mà chủ yếu là muốn truyền cho bà con và anh chị có cái động lực để làm sao mà trong quá trình mình chăn nuôi mình tự tin và có một cái điểm tựa tinh thần. Đó là anh chị biết rằng là ở đâu đó ở Tây Ninh tụi em đã có mô hình nuôi thành công và nuôi thành công trên quy mô lớn. Thì anh chị và bà con nào mà muốn cải thiện kinh tế mà làm thì cứ tự tin mà làm. Không nhất thiết chỉ phải làm bên em tư vấn đâu, anh chị có thể làm như nào cũng được, miễn là anh chị ráng cố gắng làm sao để đi đến cái đích thành công cuối cùng thôi. Rồi, hôm nay cũng là buổi sáng, em xin chúc cho anh chị và bà con có một buổi sáng được vui vẻ, hạnh phúc, làm việc được thuận lợi. Và em thay mặt cho trại ốc Mê Kông 1 và 2 xin chào tạm biệt anh chị và bà con. Mong anh chị và bà con có những ngày làm việc được tốt đẹp và thuận lợi. Dạ, xin chào.